Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay tại giải bóng chuyền nữ Cúp Tư Hùng Liên Việt Postbank năm 2014. Trận đấu tiếp theo ngày hôm nay đó là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank và Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu trước đó thì các cô gái VTV Bình Điền đã vượt qua các cô gái Cao Su Phú Riêng với tỷ số 3-1 trong một trận đấu hết sức căng thẳng và kịch tính. Bây giờ sẽ là đội hình ra quân của các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Những người sẽ ra quân trong trận đấu này với trang phục áo đỏ, quần đen. Đội ra quân của Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh: số 6 Trần Thị Cẩm Tú, số 7 Đào Thị Nhung, số 10 Lê Thị Ngọc Tuyết, số 12 Đinh Thị Diệu Châu, số 15 Trần Thị Tuyết Cho, số 16 đó là Hà Ngọc Diễm, huấn luyện trưởng đó là bà Hồ Thị Phương. Libero của họ là số 18 Nguyễn Xuân Hoa. Và bây giờ sẽ là đội ra quân của các cô gái Liên Việt Postbank: số 1 Trần Thị Thảo, số 4 Trần Thu Trang, số 9 Đỗ Thị Minh, số 10 Nguyễn Linh Chi, số 12 Trần Tôn Nữ Lê Linh, số 16 Bùi Thị Ngà và huấn luyện viên là Phạm Văn Long. Libero đó là số 18 Phạm Thị Liên. Cả hai libero trong trận đấu này ở hai câu lạc bộ đều mang áo số 18. Các cô gái Thông tin Postbank ra quân trong trang phục áo trắng quần đen. Ở trận đấu đầu tiên thì Liên Việt Postbank đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Cao Su Phú Riêng với tỷ số 3-0. Trong khi đó thì Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh thua các cô gái VTV Bình Điền với tỷ số 0-3. Sau trận đấu đầu tiên thì lúc này đội tạm dẫn đầu đang là VTV Bình Điền. Nhưng nếu như các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank thắng các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0 thì họ sẽ đòi lại ngôi đầu. Điểm đầu tiên đã thuộc về các cô gái Liên Việt Postbank. Bây giờ sẽ là pha phá bóng của Đỗ Thị Minh. Ra quân ở trận đấu này thì các cô gái Liên Việt ra quân với một đội hình khá mạnh. Trong đó có sự trở lại của Thu Trang và Đỗ Thị Minh trong đội hình chính. Tuy nhiên thì ông huấn luyện trưởng Phạm Văn Long vẫn không đưa Phạm Thị Yến thi đấu ngay từ đầu. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Thông tin Việt Postbank. Pha xử lý rất hiền của Thu Trang. Cơ hội. Đỗ một tốt. Hàng sau của Đỗ Thị Minh. Bóng đô một khá hay. Bây giờ là cơ hội cho Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Pha bóng nhỏ rất hiểm hóc. Không được rồi. Pha bóng nhỏ vừa rồi là của số 12 Đinh Thị Diệu Châu. Bên phía các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh cũng có sự bổ sung của các cầu thủ tới từ câu lạc bộ giải thể như Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là số 12 Đinh Thị Diệu Châu và số 10 Ngọc Tuyết. Bóng chạm chắn đi ra ngoài, điểm cho Thông tin Việt Postbank. 3-1. Dứt điểm. Cú đập của Trần Thị Thảo không khó, nhưng hàng sau của các cô gái Tân Bình đã chơi không tốt. Sau khi tài trợ cho câu lạc bộ nam của Tân Bình thì Maseco tiếp tục tài trợ cho câu lạc bộ nữ lần đầu tiên trong mùa giải năm nay với số tiền lên tới 1,2 tỷ đồng. Dứt điểm. Bóng chạm đất rồi, điểm cho Thông tin về Postbank. Và xử lý của Bùi Thị Ngà. Rồi. Cú đập rất mạnh của Diệu Châu đã gây được không ít khó khăn cho các cầu thủ Thông tin. Dứt điểm. Đập bóng tốt. Cái này là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 16.
Ngọc Diễm, cô gái tới từ Vĩnh Long. Như vậy là ra quân cho đội hình chính của các cô gái Tân Bình có những gương mặt mới nhất của họ, đó là Ngọc Diễm tới từ Vĩnh Long hay Diệu Châu tới từ Bia Sài Gòn, và cả số 10 Ngọc Tuyết nữa. Ngọc Tuyết cũng đang chơi ở hàng trên. Tỷ số đang xuống còn 3-5 cho Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Đào Thị Nhung phát bóng. Rồi, pha xử lý lỏng tay của Thu Trang. Pha bảo nhỏ rất tốt của Thu Trang. 6-3 cho Thông Tin Liên Việt Postbank. Ở giải đấu lần này, khi mà VTV Bình Điền thiếu vắng Ngọc Hoa thì Thông Tin Liên Việt Postbank với đội ngũ các cầu thủ của mình gần như đầy đủ, đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Vẫn là Thu Trang. Rồi, và đội bóng có lẽ là của Ngọc Diễm. Lần này thì Ngọc Diễm đã không thắng được cái tay chắn của Liên Việt. Bóng ngoài. 8-3. Tiếp tục là pha phát bóng của Trần Thị Thảo. Dứt điểm, và đội bóng của Diệu Châu. Hàng sau, pha xử lý của đội trưởng Cẩm Tú. Pha tấn công nhanh rất tốt và tấn công giữa lưới của các cô gái Thông Tin, và kết thúc bởi Bùi Thị Hà. Với chiều cao 1m86 của mình thì Bùi Thị Hà đang là người cao nhất trên sân. Đội một tốt, lại tấn công nhanh. Bùi Thị Hà rất lợi hại cho những pha tấn công nhanh, cùng hướng kết hợp giữa Linh Trì và Bùi Thị Hà. Như vậy là Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh đã phải xin hội ý. Ở trận đấu này thì bà Hồ Thị Phương, người đã dẫn dắt câu lạc bộ từ năm 2002, đã tung ra cả ba cầu thủ mới của mình là Hà Ngọc Diễm, rồi Đinh Thị Diệu Châu và Ngọc Tuyết. Diệu Châu và Ngọc Tuyết hiện tại đang chơi ở hàng trên. Việc có ba cầu thủ mới và đều là những cầu thủ khá chất lượng, điều đó làm giảm vai trò của đội trưởng Cẩm Tú. Cẩm Tú không còn chơi được nổi bật như trước đây. Thì trước đây thì những pha ghi điểm chủ yếu tập trung vào vị trí của Cẩm Tú, rồi vị trí chủ công còn thuộc về cả Kiều Trang nữa, phụ công thuộc về Kiều Trang nữa. Nhưng khi mà có ba vị trí mới thì Kiều Trang thường xuyên ngồi ở trên băng ghế dự bị. Pha đá bóng rất tốt. Rồi là pha ghi điểm của Tuyết Cho, đội mang áo số 15. Một chân sau đầu, pha phối hợp giữa Linh Trì và Bùi Thị Hà. Khoảng cách đã lên tới 7 điểm. Rồi, bóng nhỏ. Không được rồi. Nỗ lực cứu bóng của Trần Thị Thảo. Và bóng nhỏ rất hiểm hóc của Ngọc Tuyết. Bây giờ sẽ là pha phát bóng của Ngọc Diễm. Tỷ số rút ngắn xuống còn 5-11. Công biên, pha bóng nhỏ của cầu thủ Đỗ Thị Minh. Vẫn là Đỗ Thị Minh. Này thì làm cú đập bóng nhanh sau, rất hay. Pha xử lý rất biến hóa của Bùi Thị Hà. Nếu xét chỉ ở vị trí phụ công thì Bùi Thị Hà đang là phụ công cao nhất.
chỉ số là 12 năm như về phía thông tin về Postbank. Theo chỉ số mới nhất thì Bùi Thị Nga đã phát triển chiều cao lên tới 1m86. Bùi Thị Nga phát bóng. Rồi, cú đập của Ngọc Tuyết rất khéo. Cú đập đủ khó để chạm chắn ra ngoài. 62. Chắn bóng hay, 72. Và chắn bóng của Đào Thị Nhung. Đào Thị Nhung và Tuyết Trò đã chắn bóng tốt trong tình huống trước. Đỗ Thị Minh đập xuyên chặn. Đỗ Thị Minh vừa qua đã có quãng thời gian thi đấu 3 tháng. 3 tháng tại một câu lạc bộ của Thái Lan cùng với Kim Liên, là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ở bóng chuyền nữ sang nước ngoài thi đấu. Và sau này là Ngọc Hoa. Như vậy là điểm cho đội bóng áo đỏ. Và dứt điểm rất tốt của Đào Thị Nhung. Tỷ số được dự đoán xuống còn 83. Tuyết Trò pha bóng. Một chân sau đâu. Như vậy là bóng đã chạm tay chắn của đội đỏ đi ra ngoài. Và dứt điểm thành công của số 12 Trần Tôn Nữ Lý Linh. Lê Linh và Bùi Thị Nga là những người chơi vị trí phụ công. Và pha bóng của Đỗ Thị Minh. Rồi, dứt điểm của Thu Trang. Không được rồi. Nỗ lực của libero Xuân Hoa không cứu được bóng. Tỷ số là 15-8. Trận đấu đang diễn ra với một nhịp độ rất nhanh với ưu thế thuộc về thông tin về Postbank. Đập trên chắn rất tốt. Và đỡ bóng quá tốt của Đào Thị Nhung. Đào Thị Nhung rất trẻ, sinh năm 1993. Sẽ là pha phá bóng của đội trưởng Cẩm Tú. Đỗ một tốt. Dứt điểm. Vẫn còn. Đập rất sâu của Thu Trang. Cối. Chắn bóng rất tốt trước và dưới điểm của Ngọc Diễm. Ngọc Diễm sinh năm 1993 và trước đây thi đấu cho Vĩnh Long. Cả ba cầu thủ mới của Tân Bình Hồ Chí Minh mới về vào đầu tháng này và vẫn đang tìm sự hòa nhập với lối chơi của Tân Bình Hồ Chí Minh. Tỷ số được dâng xuống còn 10-16 sau pha phát bóng hỏng vừa rồi. Rất lung tung. Tiếp tục là tấn công của thông tin về Postbank. Thú Trang. Và bóng thiếu chính xác. 11-18. Tấn công nhanh ở biên rất hay của các cô gái thông tin. 19-11. Vậy là bên phía các cô gái thông tin có sự thay đổi người, thay tới hai người như là Phạm Thị Yến đã vào sân, ngoài ra là số 3 Đào Thị Huyền, như vậy là thay luôn cả vị trí chuyền hai. Lúc này thì người chuyền hai sẽ là Đào Thị Huyền.
Hồ Chí Minh. Rất bất ngờ, đã bị hóa giải, tấn công nhanh lại là Bùi Thị Ngà. Đà Thị Huyền đã có đường chuyền rất thuận lợi để Bùi Thị Ngà dứt điểm nhanh. 20-11. Các cô gái trong team thi đấu với một tâm lý rất thoải mái. Thu Trang phát bóng. Pha đập chồng của các cô gái thông tin. Ngay sau đó thì Bùi Thị Ngà đã tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy của mình trên lưới. 21-11, khoảng cách lên tới 10 điểm. Và như vậy là Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh đã phải xin hội ý. Mùa giải 2013 thì họ kết thúc ở vị trí thứ 6/12, một vị trí khá khả quan. Đúng với thực lực của đội bóng và họ đang rất quyết tâm để có được thành tích tốt hơn nữa trong mùa giải 2014 này. Vào ngày mai thì các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đụng độ với Cao Su Phú Riêng và đó sẽ là trận đấu có tính chất quyết định tới vị trí thứ 3 hay vị trí thứ 4 của đội bóng này tại giải. Ở giải đấu năm nay, nếu như giành vị trí thứ 3 sẽ được nhận số tiền thưởng là 4.000 đô la Mỹ và vị trí thứ 4 là 2.000 đô la Mỹ. Giải đấu Cúp Tứ Hùng năm nay có số tiền thưởng rất lớn. Ngoài ra thì còn có 3 giải cá nhân cho vận động viên tấn công xuất sắc nhất, vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất và vận động viên toàn diện nhất, mỗi giải trị giá 300 đô la Mỹ. Pha đập bóng thiếu chính xác của Bùi Thị Ngà. Tình huống mà cô đập hơi vội và không thể tung ra một pha đập cắm. Tỷ số dần xuống còn 12-21. Như vậy là Kiều Trang sẽ vào sân thay cho vị trí số 16, đó là Ngọc Diễm. Kiều Trang trước đây luôn là một trong những cầu thủ trụ cột của Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh khi chưa có 3 cầu thủ mới về đội hình vào đầu tháng này. Pha phát bóng của Kiều Trang. Pha xử lý không tốt. Cơ hội. Pha xử lý rất khéo của đội trưởng Cẩm Tú. Đồng đội có một cú chuyền hai rất không tốt nhưng Cẩm Tú vẫn xử lý một cách thông minh. 13-21. Pha đầu bóng của Phạm Thị Yến. Phạm Thị Yến có một sự khác biệt so với những cầu thủ trẻ trong tình huống dứt điểm của mình, đó là cô có được sự bình tĩnh rất cao để thực hiện những cú đập. 22-22, tỷ số là 22-13. Bước 1 không tốt, 23-13 rồi. Chiến thắng ở set đấu thứ nhất đang nằm trong tầm tay của thông tin Liên Việt Postbank. Một không tốt, tranh chấp trên lưới. Ngọc Tuyết với chiều cao của mình đã tranh chấp trên lưới rất tốt. Bây giờ sẽ là pha phát bóng của Ngọc Tuyết. Lỗi 24-14 và cơ hội giành điểm quyết định của set đấu cho thông tin Liên Việt Postbank. Đập lên, bóng vẫn còn. Thì Minh đập bóng rất tốt và chiến thắng cho trận đấu thứ nhất đã thuộc về thông tin Liên Việt Postbank với tỷ số cách biệt 25-14. Thông tin Liên Việt Postbank tạm vươn lên dẫn trước 1-0 sau một thế trận phải nói là rất áp đảo của họ trước các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh.
Yên tâm đi. Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến của trận đấu giữa Thông Tin Liên Việt Postbank và Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ Cúp Tứ Hùng Liên Việt Postbank năm 2014. Ở trận đấu thứ nhất thì các cô gái Thông Tin đã dễ dàng vượt qua Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 25-14. Mạnh hơn ở mọi mặt và đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên đang tạm thời là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Thông Tin có một lớp cầu thủ hết sức dày dặn cũng như là chiều sâu. Họ đã thể hiện được sự vượt trội của mình trong trận đấu thứ nhất và thắng rất cách biệt. Bây giờ sẽ là pha bóng của Linh Chi cho các cô gái Thông Tin về Postbank, những người trang phục áo trắng xanh quần đen. Pha đá bóng rất xoáy. Đó là tình huống đập sửa bóng của Đào Thị Nhung. Đã bóng xoáy lách chắn đối phương, bóng đi ngắn. Chạy chất trên lưới. Rồi. Thủy Minh, đã bóng rất mạnh. Dứt điểm. Không được. Bóng chạm lưới và rơi đúng tầm của Đỗ Thị Minh nhưng cô không kịp trở tay thì bóng đổi hướng. 2-0 cho Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Tú phát bóng. Đỗ một không tốt. Bây giờ sẽ là cơ hội cho Thông Tin. Giữ điểm giữ lưới. Bóng rất hay và là bóng của Ngọc Diễm. Các cầu thủ mới của Tân Bình trong trận đấu này thi đấu tốt. Đó là điều mà họ đã không thể hiện được trong trận đấu đầu tiên khi gặp VTV Bình Điền. Các cầu thủ mới ở trận đấu đầu tiên đã không hòa nhập với lối chơi của Tân Bình. Nhưng ở trận đấu thứ hai này thì các cầu thủ mới gia nhập câu lạc bộ đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Và lại là pha xử lý thành công của Đào Thị Nhung. 4-0. Có một chút bất ngờ đến thời điểm này trong trận đấu thứ hai thì Tân Bình đã ghi 4 điểm liên tiếp, còn Thông Tin thì chưa. Đỗ Thị Minh, và đội bóng rất hay của Đỗ Thị Minh lách chắn. 1-4. Lại là pha dứt điểm thành công của Đào Thị Nhung. Ở những điểm số đầu tiên này, Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh đang có được sự tỏa sáng của Đào Thị Nhung với những cú đập rất chất lượng. Những pha xử lý không tốt của các cô gái VTV Bình Điền. Người đã có tình huống chuyển hai đó là Trần Tô Nữ Lê Linh. 6-1 cho Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Một sự nghiệp cuộc tuyệt vời của các cô gái Tân Bình. Đào Thị Nhung phát bóng. Ngã rồi. Làm sao thì tình huống vừa rồi thì Đào Thị Nhung đã bị lỡ đà và không thể tiếp tục cứu bóng. Tỷ số ngã xuống còn 2-6 cho Thông Tin. Dứt điểm, quá hay pha đá bóng của Ngọc Diễm. Ngọc Diễm chơi trận đấu thứ hai này rất tốt. Bên cạnh sự tỏa sáng của Đào Thị Nhung đang giúp cho Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước. Rồi, cú đập của Trần Thị Thảo bị bắt bài. 8-2. Như vậy là sẽ có sự thay đổi người bên phía các cô gái Thông Tin. Phạm Thị Yến vào sân và Trần Thị Thảo ra sân.
tốt và ghi điểm của Bùi Thị Nga. Ba tám. Rồi. Cú xử lý của Ngọc Diễm. Đó là những cú đập của Ngọc Diễm. Rất tốt. Bùi Thị Nga lại ghi điểm cho Thông Tin. Mặc dù Phạm Hiến vào sân chưa đóng góp được nhiều, nhưng rõ ràng là về mặt tinh thần các ngoại Thông Tin tự tin hơn. Đánh chấp trên lưới. Và lại là pha tranh chấp rất hay của Bùi Thị Nga. Chiều cao mang lại lợi thế cho cô trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Số xuống còn 5-8. Bóng ngoài. 6-8. Máy ghi điểm của Thông Tin đang kéo dài. Dứt điểm, đập Thu Trang hơi với Ngọc Diễm hàng sau và xử lý của số 6 Cẩm Tú đội trưởng. Tỷ số đưa lên thành 9-6. Câu lạc bộ Tân Bình Hồ Chí Minh trở lại với giải đấu cao nhất của bóng chuyền nữ vào năm 2012 và 2013 thì họ đã có kết quả khả quan. Cẩm Tú vẫn là Cẩm Tú, bỏ nhỏ. Pha bỏ nhỏ rất hay của Cẩm Tú, trọng tài xác định bóng đã chạm đất rồi. Tỷ số là 16 cho Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhanh thì hướng nhảy quá chậm của Ngọc Tuyết vẫn còn. Tú Trang xử lý an toàn. Cẩm Tú công viên nhanh, như vậy là một tình huống nhanh sau thành công của các cô gái Thông Tin Lệp Postbank với pha kết thúc của Bùi Thị Nga. Tỷ số ra xuống còn 7-10. Phối hợp một trận sau đâu không quá khó, nhưng các cô gái Thông Tin đã không thể cứu được bóng. Ngọc Tuyết đang có vấn đề về sức bật ở những tình huống vừa qua thì cô phối hợp không tốt với những tình huống tấn công nhanh, bật chậm hơn những đường truyền của truyền hai, và có thể thấy là Ngọc Tuyết đã phải thay ra. Tỷ số lúc này đang là 11-7 nên về phía Thành phố Hồ Chí Minh. Dứt điểm đội bóng của Thu Trang, rất một tốt. Cẩm Tú. Cẩm Tú lại ghi điểm 12-7. Ở trận đấu trước chúng ta được chứng kiến sự nỗ lực của Cao Su Phuyền trước VTV Bình Điền. Ở trận đấu này đã được chứng kiến nỗ lực của Tân Bình Hồ Chí Minh. Một ngày thi đấu đầy nỗ lực của những đội bóng được đánh giá thấp hơn. Bước 1 không tốt và xử lý bước 1 của Phạm Thị Hiến. Tỷ số 13-7 nghiêng về phía Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Các cô gái Tân Bình đang thi đấu rất tốt trong trận đấu thứ hai này.
xoay đấu họ đang gây được ấn tượng với những người hâm mộ tại nhà thi đấu tỉnh Hậu Giang. Thông tin là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất của bóng chuyền Việt Nam. 10 lần tổ chức giải thì họ đã 7 lần vô địch quốc gia. Và thậm chí 2 năm liên tiếp 2012 và 2013 họ đều là đội giành danh hiệu vô địch. Dường như ở các giải đấu trong nước hiện tại thì đối thủ duy nhất của các cô gái thông tin chỉ là câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương. Dứt điểm. Đội bóng lần này của đội tuyển mình đã chính xác. Tỷ số ngã xuống còn 8-13. Đội bóng tốt của Phạm Thị Yến. Đội tuyển mình đập bóng hay. Đội tuyển mình tiếp tục rút ngắn tỷ số. 9-13. Rồi. Bóng rất hay. Bây giờ là cơ hội cho thông tin hàng sau Phạm Yến. Điểm ngay, chớp thời cơ rất tốt. Lối chơi của thông tin đang hưng phấn hẳn lên sau những điểm số vừa qua. Điểm số được rút ngắn xuống còn 10-13. Lại là một pha dứt điểm nhanh. Bóng rơi rất khó chịu, chạm lưới đổi hướng. Phạm Viết. Là tôi cho các cô gái áo đỏ không được rồi. Cú đập của Cẩm Tú, pha dứt điểm nhanh của Cẩm Tú không thắng được tay chắn của đối phương. Như vậy là các cô gái áo đỏ Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh đã xin được hội ý. Lúc này thì thông tin đã bám rất sát rồi, tỷ số là 11-13. Từ đầu năm tới giờ thì thông tin Postbank đã gặt hái tới 2 danh hiệu. Một danh hiệu tại Đắk Nông và một danh hiệu tại Ninh Bình. Và thậm chí những giải đấu vừa qua mà họ tham dự, thông tin Postbank thậm chí không thua một trận đấu nào. Ở giải đấu VTV Bình Điền họ thắng, toàn thắng tất cả các trận. Và tại giải đấu ở Ninh Bình cũng vậy. Thông tin đang tỏ ra quá mạnh và họ đang tiếp tục hướng tới danh hiệu thứ 3 trong mùa giải 2014 tại Cúp Tứ Hùng. Ở hai cúp vừa qua mà họ giành được thì họ đều thắng những đối thủ đáng gờm nhất, như là 3-1 trước Ngân hàng Công Thương, 3-2 trước VTV Bình Điền. Phạm Yến không được, và đá bóng thiếu may mắn của Phạm Yến, bóng đã không thể leo lưới. Ở Phạm Thị Yến lúc này không còn những pha xử lý mạnh mẽ như trước, mà thay vào đó là những pha xử lý mang tính chất già dơ. Tỷ số 14-11. Dứt điểm, pha đập bóng của Trần Tuấn Lê Linh. Cầm Tú, Tú đập bóng hay. 15-11. Chân sâu động và phối hợp giữa Linh Chi và Trần Tôn Nguyễn Lê Linh, nhưng Lê Linh lại dứt điểm không chính xác. 16-11. Bóng ngoài, trọng tài xác định bóng chưa chạm tay chắn, pha dứt điểm không chính xác của đội tuyển mình. 17-11, khoảng cách khá xa. Có tới 2 sự thay đổi người. Linh Chi ra sân.
và Lý Linh cũng ra sân. Như vậy là Đào Thị Huyền vào sân. Sự trở lại của Phạm Thị Thu Trang. Cầm Tú. Cú bóng rất nỗ lực. Tiếp tục là một tấn công nữa cho các cô gái áo đỏ. Tấn công giữa lưới. Đội bóng ngay vẫn còn. Và đội công rất hấp dẫn. Đỗ Thị Minh. Bóng ngoài rồi. Như vậy là điểm cho Thông Tin 12-17. Châu giữa lưới không được, không dứt khoát trong việc cứu bóng. Điểm cho Thông Tin 13-17. Đào Thuyền thoát bóng. Dứt điểm trên chắn đối phương. Pha đầu bóng tuyệt vời của Đào Thị Nhung. Mình phát bóng. Chắn bóng tốt. Và chắn bóng của Phạm Thị Yến và Phạm Thị Thu Trang. 15-18. Khoảng cách chỉ còn 3 điểm. Sự trở lại của các cầu thủ kỳ cựu trong đội hình của Thông Tin đang giúp cho họ ổn định cái lối chơi và dần được cứu đối thủ. Và một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến Đào Thị Nhung dứt điểm rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. 19-15. Vậy đã có sự thay đổi người trở lại sân, đó là Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết trở lại sân sẽ là một vấn đề khó khăn cho những cú đập của các cô gái Thông Tin. Ngọc Tuyết có khả năng chắn bóng tốt. Phạm Yến còn. Mình muốn gặp len không thành. Để kết thúc là Diệu Châu 16-19. Của Ngọc Diễm. 20-16. Thông Tin vẫn chưa thể đuổi kịp đối thủ. Và trái lại, các cô gái Tân Bình Hồ Chí Minh vẫn tỏ rõ được khả năng thi đấu của mình trong set đấu thứ hai này. Phạm Yến vẫn còn. Rồi, rất hay. Và xử lý tốt của Thu Trang. Sự thay đổi người. Như vậy là Diệu Châu ra sân và Kiều Trang trở lại sân. Phạm Thị Yến phát bóng.
Tỷ số đang là 17-20. Dứt điểm không qua được tay chắn Bùi Thị Nga và dứt điểm của Ngọc Diễm. Vẫn là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm vào quá muộn. Đường chuyền hai khó cùng với sự di chuyển không hợp lý của Ngọc Diễm. Lần này thì Ngọc Diễm đã ghi điểm. Tỷ số 21-19 cho Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Thị Nga với rồi. Vẫn có điểm. Chính pha xử lý với vừa rồi của Bùi Thị Nga lại là một sự bất ngờ đối với Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. 20-21, đuổi rất sát rồi. Thu Trang phát bóng. Rồi. Khả năng di chuyển của Ngọc Tuyết là rất nặng nề. Bởi vậy những miếng đánh một chân sau đầu của Ngọc Tuyết thường bị lộ và đối phương rất dễ theo. Và chắn bóng của Đỗ Thị Minh và tỷ số đã được cân bằng 21 đều. Như vậy với một loạt sự thay đổi vừa qua từ vị trí chuyền hai phụ công chủ công của ông Phạm Văn Long, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thông Tin, thì thế trận của Thông Tin Postbank đã hoàn toàn thay đổi. Họ cân bằng tỷ số 21 đều. À, với thế trận này thì họ đang tỏ ra nhỉnh hơn so với đối thủ của mình. Có thể thấy với Thông Tin của Postbank họ có thể thi đấu với hai đội hình phụ gồm những cầu thủ trẻ kết hợp với một vị trí hoặc hai vị trí kỳ cựu, và khi cần thiết rơi vào một thế trận khó bị đối phương dẫn sâu thì ngay lập tức có sự thay đổi với sự trở lại của cây chuyền hai, đó là Đào Thị Huyền rồi là Phạm Thị Yến, Đỗ Thế Minh, giúp cho lối chơi của Thông Tin và Postbank ổn định trở lại. Bây giờ thì họ đã cân bằng tỷ số 21 đều. Thu Trang phát bóng. Bước một không tốt. 22-21. Ngọc Hân vào sân. Người ra sân đó là Ngọc Diễm. Dứt điểm, đập của Cẩm Tú không thắng. Chắn số 3 Đào Thị Huyền và Bùi Thị Nga. 23-21, điểm số quyết định đang thuộc về các cô gái Thông Tin. Dứt điểm. Điểm cho các cô gái Tân Bình. Một tiếc nuối của Phạm Yến sau pha bóng vừa rồi. Bước một tốt. Đỗ Thị Minh đập bóng rất uy lực. Cơ hội giành điểm quyết định của trận đấu thứ hai cho Thông Tin với Postbank trong một trận đấu rất giằng co và khá kịch tính. Vẫn còn. Dứt điểm. Bóng rất xuất sắc. Đỗ Thị Minh. Cầm Tú. Đỗ Thị Minh chưa có điểm. Trọng tài đã bắt lỗi rồi. Như vậy là điểm cho các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh 23-24. Như vậy là Diệu Châu trở lại sân thay cho Kiều Trang.
khoảng cách chỉ là 1 điểm. Cú mình được bóng tốt và chiến thắng đã thuộc về Liên hiệp Postbank. Họ thắng set đấu thứ hai với tỷ số 25-23. Người chiến thắng vẫn không thay đổi, vẫn là Liên hiệp Postbank. Dù đây là một chiến thắng nhọc nhằn hơn rất nhiều so với set đấu thứ nhất, một set đấu giằng co và thậm chí Liên hiệp Postbank đã phải liên tiếp ở thế bám đuổi. Nhưng cuối cùng với sự thay đổi hợp lý của huấn luyện viên Phạm Văn Long, với một loạt những cầu thủ kỳ cựu vào sân, họ đã lật ngược thế cờ và thắng lại với tỷ số 25-23 và nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0. Theo dõi những diễn biến của giải bóng chuyền nữ Cúp Tứ Hùng Liên hiệp Postbank năm 2014. Bây giờ sẽ là set đấu thứ 3, trận đấu giữa Thông Tin Liên hiệp Postbank và Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Ở hai set đấu đầu tiên thì chiến thắng đều đã thuộc về các cô gái Thông Tin. Tiết Trò là người phát bóng cho các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Bước một không tốt và đã có điểm. Đã có điểm cho các cô gái Tân Bình Hồ Chí Minh. Một không. Một sự khởi đầu tốt của Tân Bình Hồ Chí Minh. Bóng rất hay và đờ bóng lách chắn của Trần Tuấn Nữ Lê Linh. Phạm Yến vẫn thi đấu từ đầu trong set đấu thứ 3. Nhưng vị trí chuyền hai lúc này đã có sự quay trở lại của Linh Chi. Không cứu được bóng. Các cô gái Tân Bình vẫn tổ chức tấn công rất tốt. 2-1. Trận đấu mà ông Thọ Long phải sử dụng tới những vận động viên kỳ cựu nhưng đã lớn tuổi cho thấy sức mạnh của Tân Bình. Công giữa lưới, Phạm Vĩ Yến đã bị bắt bài với tình huống bỏ nhỏ vừa rồi. Đối mặt với Diệu Châu, Phạm Vĩ Yến đã không thể sử dụng một pha bỏ nhỏ để ghi điểm. Cầm Tú phát bóng. Rất tốt của Đỗ Thị Minh. Chắn bóng hay, ba chắn bóng của Bùi Thị Nga. Bùi Thị Nga đã thắng được Đào Thị Nhung trong tình huống đối đầu vừa rồi. Không tốt. Tiết Trò không có một đội tuyển thuận lợi để cho Đào Thị Nhung có thể dứt điểm. 4-3 cho Thông Tin Liên hiệp Postbank, họ vượt lên. Và đội bóng của Diệu Châu rất vời. Chuyền chắn và dứt điểm của Đỗ Thị Minh. 5-3.
hơi lúng túng. Tiếp tục là một đợt tấn công nữa cho Tân Bình, dứt điểm. Và đội bóng của Ngọc Diễm không thắng được tay chắn của Thông Tin. 6-3. Giờ thì sẽ khó có một thế trận giống như set đấu thứ hai nữa. Thứ Minh đặt bóng rất tốt, thêm một cú đập xuất sắc nữa của đội Thứ Minh. 7-3. Tốt. Dứt điểm của Phạm Duy Ấn rất thông minh. Như vậy là Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải xin hội ý. Rõ ràng là cần có sự điều chỉnh từ phía bà Hồ Thị Phương. Và Hồ Thị Phương đã là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Lý Tân Bình Hồ Chí Minh từ năm 2002. Và trước đó thì bà từng là một cựu cầu thủ thi đấu cho Thanh Hóa và chuyển về Tân Bình Hồ Chí Minh vào năm 1998. Sau quãng thời gian đây thì bà đã trở thành huấn luyện trưởng của câu lạc bộ sau khi giải nghệ. Một người rất gắn bó và tâm huyết với câu lạc bộ Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Tân Bình thăng hạng năm 2012 cũng là nhờ công sức của bà Hồ Thị Phương và kết thúc ở vị trí khả quan trong mùa giải 2013 cũng vậy. Không hiểu ý nhau. Và xử lý vừa rồi là của Tuyết Cho. Tuyết Cho và số 7 Đàm Thị Nhung đã không hiểu ý nhau. 9-3. Nếu như đội hình của Tân Bình đang có sự rối loạn. Vẫn đến công biên. Và đã có lỗi chạm lưới của các cô gái Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. 13. Thay đổi người. Số 4 vào sân đó là Hồng Châu và số 15 Tuyết Cho ra sân. Bước 1 không tốt, pha xử lý bước 1 của libero Xuân Hoa. 11-3. Điểm thành công đó là Ngọc Diễm. 4-11. Một chân sau đâu. Thủ Minh rất tốt. 12-4. Dứt điểm Diệu Châu. Tấn công nhanh. Và điểm cho các cô gái Thông Tin. Sau tình huống vừa rồi, việc tổ chức tấn công nhanh là rất hợp lý. 13-4. Tận dụng đội hình đối phương chưa ổn định, Thông Tin tấn công nhanh ngay. Chuyển hai không tốt. Thị Minh đã bóng rất mạnh. Như vậy là điểm cho Thông Tin. 14-4. Niềm vui của những cổ động viên Thông Tin và Postbank.
Thứ Minh. Dứt điểm. Dứt điểm của Ngọc Diễm. Tấn công nhanh. Bùi Thị Nga tiếp tục cho thấy hiệu quả trong những pha tấn công nhanh. 15-4. Cơ hội không hiểu rồi. Thứ Minh lại điểm cho Thông Tin. Trước sự lên điểm liên tiếp của đối thủ, Tân Bình và Thứ Minh trở nên rối loạn. Chuyền hai không chính xác, không có sự hiểu ý của các cầu thủ còn lại. Tỷ số đang là 16-4 nghiêng về phía các cô gái Thông Tin của Postbank. Một tỷ số phải nói là hết sức cách biệt, hơn tới 12 điểm. Không còn chủ quan ở trận đấu thứ hai, ông Hoàng Long đã đưa vào đội hình mạnh hơn ở trận đấu thứ ba và các gói Thông Tin chơi rất áp đảo. Ông Phạm Văn Long bắt đầu dẫn dắt câu lạc bộ Thông Tin từ năm 2001, đến thời điểm này đã được hơn 13 năm. Và ông Phạm Văn Long cũng đã từng dẫn dắt đội quốc gia từ năm 2004 tới năm 2006 và sau này lại dẫn dắt câu lạc bộ đội tuyển quốc gia từ năm 2012 đến giờ. Và ông vẫn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thông Tin được hơn 13 năm. Nguyễn Chí Minh. Bóng vẫn còn. Hàng sau của Cẩm Tú. Và bóng an toàn của Thông Tin với Postbank. Dứt điểm. Và dứt điểm của Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết có chiều cao nhưng lại là người di chuyển khá nặng nề. Số 5-16. Diệu Châu là người phát bóng. Điểm cho các cô gái Thông Tin. Các cô gái Tân Bình của chương trình đã mắc lỗi chạm lưới trong tình huống chắn bóng. 17 năm. Chuyển rất nặng nề của Ngọc Tuyết. Bởi vậy mà những tình huống tấn công sau đầu thường bị bắt bài. Nhanh sau. Dứt điểm. Tiếp tục cơ hội cho Thông Tin. Hàng sau. Và xử lý của Đỗ Thị Minh. 18 năm cho Thông Tin về Postbank. Cứ tiếp tục thiếu như thế này thì khả năng Tân Bình sẽ thua dưới 10 trong trận đấu thứ 3. Bóng lỗi. Tỷ số 6-18. Dứt điểm. Và dứt điểm của Bích Trâm, của Trần Thị Thảo. Vẫn còn rất nỗ lực, như vậy là bóng đã đi ra sau đường băng ten. 78. Dứt điểm. Ba đội bóng của Cẩm Tú. Trần Thị Thảo. Diệu Châu. Bùi Thị Nga. Và điểm cho Thông Tin 19-7. Cẩm Tú.
Không được. Lại là pha dứt điểm tốt nữa, lần này là của Trần Tôn Nữ Lê Linh. 27. 5 điểm nữa thôi là Thông Tin sẽ giành chiến thắng 3-0. Và đòi lại ngôi đầu từ tay của VTV Bình Điền. Bùi Thị Nga phát bóng. Số 8-20. Ngọc Tuyết phát bóng. Trần Thị Thảo, Hồng Tú tranh chấp trên lưới và xử lý vừa rồi là của Linh Chi. Linh Chi đã quan sát rất tốt để có tình huống đập bóng nhanh trên lưới. 21-8. Linh Chi phá bóng, bắt được một không tốt. 22-8. Vậy là có sự thay đổi người. Diệu Châu ra sân và số 9 vào sân, đó là Thạch Thị Sơ Mát. Phát bóng đi ra ngoài. Điểm 9-22. Yến không hiểu ý nhau, tiếp tục cơ hội cho Thông Tin. Trần Thị Thảo đập bóng rất tốt, chạm chắn ra ngoài. 23-9. Chưa qua lưới, Cẩm Tú trở thành chuyền hai bất đắc dĩ. Cơ hội giành điểm quyết định của trận đấu cho Thông Tin Liên Việt Postbank. À, dứt điểm chính xác và số lúc này là 24-10. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý vừa rồi của Đỗ Thư Minh. Đập trên chắn đối phương của Bùi Dương Hà và chiến thắng chung cuộc là 25-10 ở trận đấu thứ 3 cho các cô gái Thông Tin Postbank, và họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. 25-14, 25-23 và 25-10 sau 3 set đấu. Như vậy thì Thông Tin Postbank đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 chiến thắng đều với tỷ số là 3-0. Và những hình này cũng đã khép lại buổi tường thuật ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.